Thưa quý vị, sáng nay tại thị xã Phú Mỹ, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức khai mạc giải bóng đá nam nữ của hội thao công nhân viên chức người lao động trong các khu công nghiệp năm 2023. Tham dự giải bóng đá hội thao công đoàn các khu công nghiệp tỉnh năm nay có 32 đội nam và 9 đội nữ đại diện cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các đội được chia bảng đá vòng tròn một lượt, chọn hai đội đứng đầu các bảng vào vòng loại trực tiếp. Giải được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh, giúp công nhân viên chức người lao động trong các khu công nghiệp rèn luyện sức khỏe, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động. Đồng thời giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết trong các đơn vị doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Giải cũng là một trong những sự kiện chào mừng 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Giải dự kiến diễn ra đến hết ngày 23 tháng 7 năm 2023.